Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và đây là cái ngôi nhà mới của mình. Đây, hôm nay mình sẽ làm video về cái trò Minecraft luôn. Đây là cái ngôi nhà mới xinh đẹp của mình, một lầu luôn nha các bạn. Đây, mình sẽ chạy vòng vòng cho các bạn xem cái ngôi nhà đáng yêu của mình như thế nào. Trời đang rất là tối luôn và có zombie đang đứng đằng kia luôn. Còn mình đó là đang khoe ngôi nhà luôn. Ồ, ngôi nhà của mình rất là đáng yêu và xinh đẹp luôn. Xem nào, chạy qua đây coi cái nào. Trời ơi, xây có mấy ống khói cái bên luôn nữa chứ. Ok. He he, và mình sẽ lấy cái kiếm sắt đây, mình đi gõ cái con gõ không tới các bạn ơi. Thôi bỏ qua đi. Chúng ta gọi là không có nên sát sinh. Kiếm đường đi lên mà nó không có cho đường lên luôn á. Đằng kia là cái con zombie rồi, chúng ta lại quýnh nó chơi coi. Hello zombie. Hốt luôn, hốt zombie liền. Mày hả bưởi zombie. Zombie nè, zombie quýnh thành zombie zombie luôn á. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Và các bạn muốn mình làm về cái trò game gì thì đừng quên comment bên dưới video. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn tham quan ngôi nhà xinh đẹp của mình đây. Đóng cái cửa lại coi. Bậy rồi cái cửa. Thôi kệ nó đi. Đâu rồi, mình đi là cho các bạn tham quan ngôi nhà của mình đây. Nhảy lên. Cầm cái này ngứa tay hồi là mình đập cái nhà mình luôn á. Ok, lên. Đây. Đó, nhà lầu luôn nha các bạn. Lầu 1 đây, vài bữa nữa mình sẽ xây thêm lầu 3, lầu 4, lầu 5 luôn. Đó. Hơi bị cao luôn á. Ừ, ngồi xuống nguy hiểm lắm các bạn ơi. Gọi là cái này là chúng ta vừa ngắm nằm ngắm trăng ngắm sao được luôn. Ok. Ôi cái con gì sao nó à, mình tưởng đâu là nó bò lên tới nhà mình. Ơi mình lấy tên mình bắn nó được không ta? Cái cung đâu rồi? Cái này không phải cây cung đâu mất tiêu rồi. Đây cây cung nè. À. Bây giờ mình bắn cái con đó được không? Mình có mũi tên không? Giờ cây cung với mũi tên mình cầm cái nào? đứng trong nhà bắn luôn, biết trúng đâu nữa. Bắn ơi. Chiu. Bắn trúng rồi giờ sao, nhảy xuống lụm à? đi để mình đi ra ngoài mình lụm đi. Ok. Cái này rất là thú vị luôn. Ơi cái gì vậy? Zombie nữa hả? Đổi kiếm ra hốt zombie liền. Ok, mở cửa, hốt liền. Hốt baby zoom luôn. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình sẽ chung ra cái con hồi nãy nó nằm, nó chết, nó nằm đâu mất tiêu rồi. Nó nằm đâu ta? Hai con nó bị lọt rồi. Một cái con zombie và một cái con gọi là gì á, quên mất tiêu cái tên nó rồi các bạn ơi. Nó bị lọt nước rồi là nó không quýnh mình được. Mình có thể quýnh nó nhưng mà nó nổ là mình banh xác. À, đằng kia có con zombie rồi, lên solo tay đôi với nó luôn, mình đâu có sợ nó đâu. Chơi zombie. Chơi luôn, chơi khô máu bi luôn. Bi hả bi? Bi. Ê chạy. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Ê có thằng xương rồng đằng kia coi. Chạy, xách dép chạy không kịp luôn á, còn có hai giọt máu. chui vô nhà trốn. Ê nguy hiểm quá các bạn ơi. Cái con đó mà đi vô nhà mình là chết mình luôn á. Ok. Nắm đuối luôn. Bây giờ chúng ta leo lên nhờ giường ngủ cho tới sáng thế nào. Ra gặp cái con kia là rung lẩy bẩy tay chân luôn á. Hốt luôn baby vàng kìa, ăn cho lên máu. Ê còn có hai giọt máu là quản chết là nguy hiểm lắm á. Ok, không sao, trời sáng rồi các bạn ơi. Rồi để tăng máu lên từ từ để gặp cái con xương rồng á, là nó bắn mình như phim Hồng Kông là đi bụi tại chỗ nữa. Zombie đang bị kẹt ở dưới cái giường của mình luôn các bạn. Nó lên không được. Cái này giống như mình làm cái bẫy cho zombie luôn á. Nó hốt nó. Ok. Rồi đằng kia là cái con gì đó, baby. Hello baby bò. Rồi. Ôi xin lỗi con bò nha, xin miếng sữa mà con bò không cho. Bò xin miếng sữa con bò mà con bò không cho, bò chạy dữ quá.
Ở đằng kia có cái con gì kìa. Có cái con gì mà nó ủi đất ghê vậy? Con heo hả? Cái này là heo con hay con heo ta? Mà nếu mình bắt mấy con này giờ mình nuôi, mình trồng ở mình nuôi nó chơi luôn á. Mình ta xây cái nông trại, không lẽ xây cái nông trại bằng cái nhà bỏ mấy cái con nó vô chứ. Chứ xây mấy nông trại nhỏ nhỏ là nó nhảy ra hết trơn à. Ok, cái nhà của mình rất là đẹp luôn. Ui, ui, cái con gì kìa, con gì dưới kìa. Ok, con này là con heo. Đấy, như là heo con, này là heo cha. Ủa, còn dưới cái hố này có cái gì hồi nãy lúc nãy mình thấy dường như là có cái con gì đó đâu đây á. Ô, miếng thịt của mình kìa. Ok, cái nhà mình gọi là xây rất là nguy nga tráng lệ luôn á các bạn. Đó, thấy rồi. À, chỉ là mấy cái đống lửa thôi. Ô, đằng kia có cái con gì kìa. Sao ta? Cho nó ăn à. Dụ nó cho nó ăn là nó đi theo mình không ta? Này là lấy này gõ nó rồi. Gõ nó xinh này ít lông rồi. Ô, sao mà cái người nó có màu khác rồi các bạn. con này nó có màu khác rồi. Ok, ôi dạ, trời ơi, rồi xong. Rồi nhỏ lên đường luôn rồi. Ồ, đây có cái hang mới nữa ta. À, không phải hả? Ở đâu có hang mới nữa, mình đi vô mình thám hiểm nữa luôn là mình hết biết đường ra luôn á. Giờ chúng ta đi kiếm ít gỗ rồi nè. Gỗ chúng ta đang bị thiếu rồi. Kiếm ít gỗ để quậy mới được. Ok. À, gỗ quá chừng luôn. Cái gì chứ, trong rừng là rất là nhiều cây và nhiều gỗ luôn. Ok. Coi nào. Ô, 3-4 cây trong một chỗ luôn các bạn ơi. Này là chúng ta đào mỏi tay luôn á. Ok, baby, xong rồi, sạch sẽ luôn. Đào mà tôi nói không còn miếng gỗ nào luôn mới được. Rồi xong, không hết cho mình đào nữa rồi. Ok, có gỗ rồi, chúng ta bắt đầu chế đồ mới được. Đuốc, than, có than, có gỗ mới làm. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi quậy thôi nào. Ồ, đây là cái lúa của mình, không biết có thu hoạch gì được không. Đây, nó hơi kệ nó đi. À, bây giờ chúng ta làm cái gì đây? Đi vào rừng kiếm ít baby con gì kìa. Hello gà con. Hốt gà con chơi. Ok. Có miếng đồ ăn để dành, chúng ta sẽ đi đào đường. Ồ, ở đây có hang rồi các bạn. Ôi, chết cha rồi. Làm sao đây? Cái đó là cái gì đây? Rồi, rớt sạch đồ rồi. Căng thẳng rồi các bạn ơi. Bây giờ đồ nó nằm ở đâu, giờ nó mất hết luôn rồi. Ok. Chứ chỗ đó là cái chỗ nào vậy ta? Đúng rồi, bữa nay mình có đi qua đây. Ok, lại đằng kia kiếm con gà. Và tiếp theo là mình chui vô cái lỗ nào vậy ta? Tưởng đâu cái đó là cái hang chứ. À, đây rồi, cái đây. Làm sao? Ôi, lọt dưới là chết nữa. Ok. Ôi, nguy hiểm. Chúng ta phải đi tìm lại mới được. À, máu đồ của chúng ta nằm dưới rồi. Ôi, cứ từ từ lượm đồ lại. Đây rồi. Mừng quá. Tưởng đâu mất rồi, sạch sẽ luôn chứ. Ok, có giáp lại rồi. Mất cái quần rồi. Ồ, cái hang này hơi bị sâu đây các bạn.
Ở đố của mình đâu rồi ta? Ồ, cái đằng kia có cái gì kìa. Ồ, đồ gì văng từ lưa hộp dưa luôn, kiếm rồi rớt. Rơi từ trên cao xuống đây là rớt một phát, một đồ văng từ lưa hộp dưa luôn các bạn ơi. Chui vô đây rồi là hết biết đường đi ra luôn. Rồi như mình chưa lụm được đuốc hay sao, đuốc mất tiêu rồi, mất cái quần rồi. À có cái quần rồi, tưởng đâu rớt từ trên cao xuống lụm đồ lại rớt mất cái quần. Ok là phải làm thêm dài được vài cái đuốc mới ổn được. Nếu không có đuốc là chúng ta đuối luôn á. Trong bóng tối mập mờ là không biết đường đâu mà mò luôn. Đuốc đâu rồi? Đâu rồi? Ok đây rồi. Ok, đi thám hiểm tiếp luôn. Tiếp tục cuộc hành trình đi thám hiểm hang sâu. Ok. Có sát, có sát. Có lý, chúng ta đang ngồi là thấy được một cái hang. Cái hang này có đồ đây. Ok các bạn ơi. Hôm này nó cái mấy cái gì đâu mà rớt ra nhiều vậy. Cái hang này nó hơi bị sâu đây. Wow. Wow. Thang này thang không các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi kiếm coi có cái gì hấp dẫn nữa không nào. Ô đằng kia này nó thui, tôi thui rồi. Ok. Cắm đuốc mà mò đường đi thôi. Ô, xem nào. Ok. Đã, đây rồi, có sắt đây rồi các bạn ơi. Đào. Lượm một ít sắt để dành mới được. Sắt 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 kìa, sắt kìa. Đó, được một ít đồ rồi. Ok, và chúng ta đang trong cái quá trình gọi là đi thám hiểm hang sâu. Ôi zombie, zombie. Zombie. Zombie mà cầm cái cây này là nó quýnh mình chết. Nhanh lên, hết máu, chạy. Chạy, chạy. Máu đang bị tuột rất là nhanh. Chạy, xách dép chạy. Kiếm đâu rồi? Giác cái kiếm rồi. Ok. Máu còn hai giọt. À, cái con này nó nổ một phát là chết nữa. Ok. Rồi các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. À, mọi người có cái game gì hay em muốn mình làm về cái trò gì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Ok và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên đăng ký